Mĩ Vân. Chúng em đến từ trường trung học cơ sở Trần Đạo, quận 12. Sau đây chúng em xin được giới thiệu về mô hình giải pháp kỹ thuật ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế mang tên là Mĩ Ước Mơ. Cấu tạo của mô hình bao gồm một ngôi nhà 2 tầng, một chiếc xe pre chạy bằng điện và một cây đèn tự sáng tạo. Chúng em đều sử dụng vật liệu bảo vệ môi trường như que kem đã qua sử dụng được xử lý lại, tre, trúc, v.v. Với những cấu tạo như vậy, ta có thể ứng dụng vào thực tế một cách linh hoạt. Ví dụ như chiếc xe Project Environment với khả năng chạy bằng điện, nó có thể giúp bảo vệ môi trường và giảm lượng khí thải CO2 ra ngoài môi trường. Hai chiếc đèn cờ rưng là nguồn nhạc cụ dân tộc mang đến sự giải trí sau những giờ học căng thẳng hay là những lúc mệt mỏi. Chính nhờ những lúc giải trí như vậy, ta có thể cải thiện khả năng cảm thụ âm nhạc của mình. Với một ngôi nhà đầy đủ tính năng trang bị như chuông báo cháy, máy lọc nước, đây chắc hẳn là một ngôi nhà mơ ước của nhiều người. Chúng em làm ra ngôi nhà này với mong muốn hướng về một tương lai có một cuộc sống chất lượng cao và an toàn.